Sáng ngày 3 tháng 10, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới dự sinh hoạt tại chi bộ khu Phú Thanh Đông, phường Yên Thành. Chi bộ khu Phú Thanh Đông có 46 đảng viên, có 8 đảng viên được miễn sinh hoạt và 1 đảng viên dự bị. Các đảng viên luôn phát huy tinh thần gương mẫu, là cá nhân tích cực trong thực hiện và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong tháng 9 năm 2023, chi bộ đã duy trì tốt giám sát thường xuyên đối với cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo tại buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ đánh giá chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2023. Trong tháng 10 năm 2023, chi bộ thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như vận động nhân dân làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh, phối hợp quản lý tốt công tác xây dựng tại địa phương, đảm bảo đúng quy định, tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thông tin nhanh đến các đảng viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 9 tháng cũng như 9 tháng đầu năm 2023. Qua nghe các ý kiến tham gia tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí mong muốn các đảng viên cũng như nhân dân địa phương tiếp tục chia sẻ đồng hành cùng Đảng bộ chính quyền thành phố trong thực hiện các chủ trương chính sách, đồng thời đề nghị trong tháng 10 năm 2023, chi bộ cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy phường để tập trung lãnh đạo chỉ đạo ở khu dân cư, tổ chức triển khai nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động có hiệu quả nhiệm vụ của chi bộ, lựa chọn các chuyên đề phù hợp để tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quý, tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, quan tâm lựa chọn quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, duy trì tổ chức các phong trào thi đua trong khu dân cư để hướng tới các hoạt động kỷ niệm lớn của tỉnh và thành phố trong thời gian tới.